Muốn đẹp là phải chăm sóc, muốn đẹp là phải kiên trì và bền bỉ nha. Nói không với Botox nhưng mà nói có với Detox nha. Cái này bạn nào thường xuyên hoạt động ngoài trời nè, thường xuyên mà tao nói make up nè, hoặc là da ai sử dụng kem nhiều loại rồi chưa trắng, mình xài cái này. Nếu mà nó nổi bọt lên nè, là cái mặt nạ đang lấy đi những cái bụi bẩn, những cái chất nhờn, những cái chất độc trong không khí mà nó tác động lên làn da của mình. Thì sau khi mà mình sử dụng mask thay đập của Detox Plan xong rồi thì những cái khuyết điểm đó bây giờ nó đã không còn nữa. Bởi vì sao? Khi mà mình sử dụng thường xuyên, những cái sắc tố nám nó sẽ mờ dần đi và nó sẽ trả lại gương mặt tươi sáng cho chị em mình. Thấy không, là da của mình nó sẽ trắng hồng hào và nó sẽ sạch sẽ liền luôn. Các bạn thấy không, da ni căng bóng hơn lúc đầu luôn cả nhà ơi, rất là hiệu quả luôn. Trắng bóng chưa? Nhìn da mặt, da body chưa? Ngon lành cành đào thơm phức chưa? Bây giờ mọi người có thể nhìn nha, làn da rất là căng bóng nè, và làm cho khích lỗ chân lông của mình nữa. Này mọi người coi nè, rất là thích. Vì vậy mà từ khi mà Trinh biết tới mặt nạ thải độc của Detox Blanc là Trinh ghiền nó luôn. Mua mỹ phẩm Detox Blanc chính hãng hãy đến shop khởi nghiệp, địa chỉ 40/23 Bầu Cát 2, phường 14, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Online 0902 441 339, 0962 696 939. Quý khách ở thành phố Hồ Chí Minh có thể đến trực tiếp shop em để trải nghiệm test sản phẩm miễn phí. Detox Blanc là thương hiệu đang rất hot trên thị trường, được rất là nhiều khách hàng tin dùng và tìm mua mỗi ngày hàng ngàn khách. Chính vì vậy nó đang bị làm giả rất là nhiều, nên hãy mua ở những nơi uy tín có địa chỉ, công ty, nhà cửa rõ ràng. Như shop khởi nghiệp bên em, quý vị có thể lên trên Google để search về shop khởi nghiệp bên em. Bên em là công ty lớn về thời trang và mỹ phẩm từ năm 2013. Hàng ngày chúng em bán đi đều đặn vài trăm đơn và đã được hàng chục ngàn khách hàng tin dùng. Cảm ơn bạn đã coi video.